Đây là Chúa Nhật thứ ba của mùa vọng. Này là ngày Đức Giê-hô-va làm nên. Phước cho nhân loại Chúa ta ra đời. Trần gian nghinh vua vô đổi. Cùng với Trần gian chúng ta kết cùng nhau hoan nghênh Chúa đến với chúng ta. thần Giáng sinh xin chúng ta cùng mở lời Chúa trong thư dân thứ nhất đoạn 1 từ câu 1 cho đến đoạn 2 câu 2. Điều có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ về lời sự sống. Sự sống đã bày tỏ ra chúng ta có thấy và đang làm chứng cho Chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày tỏ ra cho chúng ta rồi. Chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Và chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha và với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng tôi viết những điều đó cho anh em, hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dạy này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi ngài và truyền lại cho anh em rằng đức chúa trời là sự sáng trong ngài chẳng có sự tối tăm đâu ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với ngài mà còn đi trong sự tối tăm ấy là chúng tôi chúng ta nói dối và không làm theo là thật nhưng nếu như chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình ngài ở trong sự sáng thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội Ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối Lời Ngài không ở trong chúng ta Hỡi con cái bé mọn ta Ta viết cho các con những điều này Hầu cho các con khỏi phạm tội Nếu có ai phạm tội Thì chúng ta có đấng cầu thay Ở nơi Đức Chúa Cha Là Đức Chúa Giêsu Christ Tức là đấng công bình Ấy chính Ngài làm của tội lỗi chuộc tội lỗi chúng ta không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu mà cũng vì tội lỗi thế gian nữa Hôm nay là Chủ nhật thứ ba của mùa vọng Hai bài học đầu tiên mà chúng ta đã học trong mùa vọng năm nay là nhập thể và nhập thế Nhập thể là nói về việc con của Đức Chúa Trời đã trở thành người để cứu chúng ta Và nhập thế cho thấy Chúa Giêsu đã thật sự vào đời Sống với con người, hòa mình làm một với dòng dõi nhân loại Và chịu chết thay cho nhân loại Hôm nay bài học thứ ba ở trong mùa vọng này Tôi gọi đây là nhập cuộc Nhập thể nhập thế và nhập cuộc. Nhập cuộc là nói đến đáp ứng của con người trước sự nhập thể và nhập thế của Chúa Giêsu. Chúa đã vào đời, Chúa đã hòa mình với chúng ta, chúng ta phản ứng chúng ta làm gì trước việc Chúa vào đời đó. Chúng ta phải nhập cuộc, chúng ta phải hòa mình với Chúa ở trong chương trình cứu rỗi của Ngài. Và đó chính là bài học mà sứ đồ Giăng dạy chúng ta ở trong những câu đầu của lá thư giang mà chúng ta vừa nghe đọc. Xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Kính lại Đức Chúa Giêsu là đấng đã vào đời để cứu chúng con. Sứ đồ giang đã kinh nghiệm Chúa một cách thật là đặc biệt. Ông đã được thấy, đã được ngắm, đã được đụng đến chính Chúa. Và buổi sáng hôm nay chúng con cũng muốn có cùng một kinh nghiệm đó. Vì vậy xin Chúa dạy chúng con qua lời của Chúa buổi sáng hôm nay trong danh của Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. À, trong Chúa Nhật đầu tiên của mùa vọng chúng ta học phú âm văn chương 1 câu 1 cho đến câu 18 nói về sự nhập thể của Chúa Giêsu. Sứ đồ văn đã viết phúc âm văn với mục đích cho người ta biết Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời và đức tin nơi Chúa đem lại sự cứu rỗi. Nhưng mà sau khi người ta tin Chúa rồi, sứ đồ văn đã viết lá thư tiếp theo cũng mang tên ông cho thấy là người tin chúa là người như thế nào có những điều gì vì vậy lá thư này đặc biệt là viết cho quý vị và tôi là những người đã tin nhận chúa để chúng ta biết chúng ta tin chúa nghĩa là gì chúng ta phải sống như thế nào đó là những người đã nhập cuộc hay là đã tiếp nhận ơn cứu rỗi của chúa có ít nhất là ba vấn đề trong kinh nghiệm của những người nhập cuộc trong những mối quan hệ của chúng ta và đời sống hàng ngày của chúng ta Ước ừ mong quý vị sẽ thấy đây cũng là điều Những điều mà chúng ta cần phải làm ở Trong mùa Giáng sinh này Khi biết rằng Chúa đã Giáng sinh để cứu chuộc chúng ta Quý vị có tờ à, dàn bài có 3 điểm chính Mà chúng ta sẽ học hỏi buổi sáng hôm nay Thứ hết là kinh nghiệm của người nhập cuộc Kinh nghiệm của người nhập cuộc Sư Đồ Giang viết lá thư này cho các tín hữu Với mục đích là xác nhận cho họ biết chắc chắn họ là con cái của Đức Chúa Trời như ông viết ở trong đoạn 5 câu thứ 13 ông nói rằng ta đã viết những điều này cho các con hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời là kẻ nào tin đến danh con Đức Chúa Trời ông viết để xác nhận về niềm tin của họ các con biết mình có sự sống đời đời quý vị có biết mình có sự sống đời đời không Làm sao mà biết được Chúng ta biết được bởi vì câu tiếp theo nói rằng bởi vì người nào tin đến danh còn chúa trời quý vị và tôi là những người đã đặt lòng tin nơi chúa chúng ta biết mình có sự sống đời đời đây là lá thư xác nhận niềm tin của chúng ta họ đã tin chúa rồi họ đã là con cái của chúa không có gì cho họ nghi ngờ nữa cái điều quan trọng là làm thế nào để kiểm chứng lại để xác nhận lại bởi vì có khi chúng ta bị cám dỗ chúng ta bị người này người kia nói điều này điều nọ nó chưa chắc anh đã được cứu đâu chưa chắc mình đã có sự sống đời đời đâu vậy làm sao chúng ta kiểm chứng làm sao chúng ta biết rõ điều đó được và sứ đồ dân đã đưa ra một số tiêu chuẩn để chúng ta đo lường và biết được điều này sáng hôm nay có một số quý vị đã thi kinh thánh làm bài kiểm đó thì đây là cái bài kiểm của sứ đồ dân cho chúng ta để chúng ta biết làm sao mình là con cái thật của chúa và cái tiêu chuẩn thứ nhất là kinh nghiệm gặp chúa kinh nghiệm gặp chúa sứ uh, đồ giang viết ở trong câu 1 như thế này đều có từ trước hết là điều chúng ta đã nghe để mắt chúng ta đã thấy để chúng ta đã ngắm và tay chúng ta đã rờ về lời sự sống chúng ta thấy có ít nhất là bốn cái động từ liên quan đến giác quan của chúng ta trong câu này là nghe thấy ngắm và rờ nghe thấy ngắm và rờ và trong câu 3 ông nhắc lại một lần nữa Thấy và nghe Chúng tôi lấy đều đã thấy, đã nghe Mà truyền cho anh em Cái chữ Thấy và ngắm thì gần với nhau Nhưng mà thấy chứ là chỉ thấy mà thôi Còn ngắm làm sao hôm Cái đây hai tuần tôi cũng đã nói Tức là chiêm ngưỡng Cái động từ ở đây là từ cái động từ đó Mà chúng ta có cái danh từ theater là rạp hát đó Tức là chúng ta chiêm ngưỡng dừng lại Chứ không phải chỉ nhìn qua cho biết mà thôi Tất cả những điều này nói đến một cái kinh nghiệm thật của bản thân Không phải ảo tưởng, ảo giác hay tưởng tượng Thưa quý vị, quý vị và tôi khi chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa Đây không phải là cái, cái cảm xúc hay là một cái chuyện gì nó xa vời Nhưng mà quý vị để ý thấy, nghe thấy ngắm rờ nó, nó đụng đến giác quan, một cái sự thật, một cái kinh nghiệm thật và tất cả cái kinh nghiệm này liên quan đến cái điều mà sư đồ dân gọi là lời sự sống, về lời sự sống, lời sự sống như chúng ta đã học ở trong văn đoạn 1 câu 1 cách đây 2 tuần là nói về chính Chúa Giêsu là nói đến ngôi lời, nói đến phúc âm, nói đến tin lành cứu rỗi của Chúa và tin lành đó chính là Chúa Giêsu. Sư đồ văn nói cho các tín hữu biết rằng chính bản thân của ông có một kinh nghiệm riêng tư với Chúa với phúc âm, ông đã nghe thấy và có kinh nghiệm về ngài thưa quý vị quý vị và tôi cũng vậy cái điều mà chúng ta cần làm chúng ta đã tin nhận chúa rồi nhưng mà cái điều chúng ta cần làm là trong đặc biệt là trong mùa giáng sinh này là cái điều chúng ta cần làm là làm cho mới lại cái mối quan hệ giữa chúng ta với chúa cái mối quan hệ giữa quý vị với Chúa ngày hôm nay giờ này ngay 9 giờ phút này như thế nào mỗi mỗi năm Giáng sinh đến nó có tươi mới lại quý vị có biết Chúa nhiều hơn yêu Chúa nhiều hơn không hay là chuyện Chúa Giêsu Giáng sinh chịu chết và tội nhân loại ở đó chuyện xưa cũ rồi liên quan đến người khác những thân hữu không có liên quan gì đến tôi nữa Xin Chúa giúp cho chúng ta mỗi ngày làm tươi mới lại mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa mối tình giữa chúng ta với Chúa và chỉ như vậy thì lễ Giáng Sinh mới có ý nghĩa còn nếu không Giáng Sinh nó sẽ qua như một cái thông lệ mà không có ý nghĩa gì cho chúng ta. Tôi và nhà tôi bắt đầu yêu nhau vào ngày sinh nhật của nhà tôi vào tháng 10 năm 1964 và Giáng Sinh năm 1964 là cái Giáng Sinh đầu tiên mà chúng tôi yêu nhau. và vì vậy mỗi năm vào dịp Giáng Sinh chúng tôi thường nhớ cái Giáng Sinh đầu tiên mà chúng tôi là gì đó <laughs> cái thở ban đầu lưu luyến ngay và hát cho nhau nghe cái bài bài thánh ca đó còn nhớ không em <laughs> thưa quý vị quý vị và tôi cũng vậy cái cái mối tình giữa chúng ta với Chúa chúng ta phải giữ cho nó tươi mới luôn như vậy khi chúng ta bắt đầu tin nhận Chúa như thế nào chúng ta biết Chúa như thế nào chúng ta tin Chúa như thế nào hãy để cho nó tươi mới ở trong cuộc đời của mình không phải là chúng tôi không còn yêu nhau nữa Nhưng mỗi năm khi làm mới lại là cái kỷ niệm đó Nó làm cho đời sống nó vui vẻ hơn Và có ý nghĩa hơn Vì vậy đời sống của quý vị muốn vui vẻ hơn Và có ý nghĩa hơn Hãy làm mới lại tình yêu Và mối quan hệ giữa mình với Chúa Sứ đồ Giang nói rằng Đều có từ ban đầu Đều có từ trước hết cái điều có từ ban đầu giữa quý vị với Chúa có còn sống động như thể là vừa mới xảy ra ngày hôm qua hay là đã phai mờ lạnh nhạt. Không phải là Chúa không còn yêu chúng ta, nhưng mà cái kinh nghiệm cứu rỗi đó nó còn sống động hay là nó phai nhạt? Không phải là Chúa không còn yêu chúng ta hay là chúng ta chưa được cứu nhưng kinh nghiệm cứu rỗi sống động đó nó 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 phai nhạt. Tôi nhớ có đặt một câu như thế này. Bạn nói là bạn cô đơn phải không? Bạn hãy xem lại ai là người đã bỏ đi. You are all by yourself? Who left? Chúa không bao giờ từ bỏ chúng ta cả thưa quý vị có lẽ rất có thể chúng ta là người đã từ bỏ Chúa. Sứ đồ dân sau bao nhiêu năm tin Chúa, yêu Chúa, hầu việc Chúa, lòng của ông vẫn tràn ngập tình yêu đối với Ngài. Tất cả chúng ta đều biết, sứ đồ dân là sứ đồ của sự yêu thương. Trước khi chết, ông cũng chỉ nói có một câu thôi. Hỡi các con cái bé mọn, hãy yêu thương lẫn nhau. Love one another. Tình, tình, tình yêu của, của Chúa nó tràn ngập ở trong lòng của ông quý vị đã có kinh nghiệm đó với chúa và có làm tươi mới kinh nghiệm đó mỗi ngày không mùa giáng sinh năm nay thưa quý vị hãy làm tươi mới tình yêu của mình với chúa tình yêu không bao giờ thay đổi chỉ chúng ta thay đổi mà thôi nếu quý vị chưa có hay là không biết mình đã có cái mối quan hệ với chúa hay là chưa thể mở lòng tiếp nhận chúa hôm nay không phải là quá trễ đâu thưa quý vị có những người ở trong nhà thờ suốt bao nhiêu năm nhưng chưa bao giờ có cái mối quan hệ riêng tư giữa mình với chúa nếu quý vị là người đó thì hôm nay là lúc cho quý vị có một bắt đầu mới trong mối quan hệ với chúa để cho mùa giáng sinh này nó có một cái kỷ niệm một cái lý do một cái ý nghĩa đặc biệt và khi đã có cái mối quan hệ đó rồi thì chúng ta làm tươi mới mối quan hệ đó hôm nay đó là điểm thứ nhất. Khi chúng ta nhập cuộc tức là chúng ta phải có kinh nghiệm riêng tư cá nhân giữa chúng ta với Chúa đối với sự giáng sinh của Ngài. Thứ nhì, chúng ta chẳng những có cái kinh nghiệm mà chúng ta cần có một cái điều mà tôi gọi là mối quan hệ của người nhập cuộc. Mối quan hệ của người nhập cuộc, tức là giữa chúng ta với Chúa có mối quan hệ nó như thế nào. Sau kinh nghiệm chúng ta nói đến mối quan hệ. Như quý vị đã biết chữ mối quan hệ relationship là một cái chữ mà tôi rất là thích. Và đó cũng là chữ mà sứ đồ văn dùng ở đây trong câu 3. Ông nói rằng chúng tôi đã lấy điều đã thấy, đã nghe, điều đã thấy đã nghe là nói về cái gì? Kinh nghiệm của ông. Ông lấy điều đã thấy đã nghe mà truyền cho anh em. Và cái mục đích là làm gì? Hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Cái chữ quan trọng ở đây là giao thông. Giao thông ở đây tức là quan hệ. Và trong những giao thông với chúng tôi, ông viết thêm vả chúng tôi vẫn được giao thông với ai? với Đức Chúa Cha và với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta thấy có hai chữ giao thông ở đây, giao thông ở đây không phải là trục lộ giao thông đâu nhưng mà giao thông là cái mối tương quan, cái mối quan hệ the relationship. Ở trong tiếng Hy Lạp đó là koinonia. Koinonia. Tôi có viết ở trong tờ giảng bài đó. Koinonia là nói đến một cái mối quan hệ hổ tương hai chiều, nói đến một cái gì đậm đà thấm thiết gần gũi nhất thưa quý vị khi quý vị và tôi tin nhận chúa chúng ta có một cái kinh nghiệm riêng tư giữa chúng ta với chúa và khi đã có kinh nghiệm riêng tư giữa chúng ta với chúa rồi giữa chúng ta với chúa có một cái mối quan hệ chiều đứng giữa chúng ta với chúa và chúng ta cũng có một mối quan hệ chiều ngang giữa anh em chị em ở trong chúa với nhau và đó là ý nghĩa của chữ giao thông hay là mối quan hệ tại đây sứ đồ văn nói đến hai cái mối quan hệ hay là sự giao thông thứ nhất là giao thông với nhau Ông nói rằng anh em cũng được giao thông với chúng tôi và giao thông với Chúa. Chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha. Khi nào những cái mối tương quan, những cái mối giao thông này nó suôn sẻ mọi sự tốt đẹp. Khi nào nó có một cái gì nghẹt, nó nghẽn lại, nó có vấn đề. Vì vậy, đây là điều rất là quan trọng trong đời sống theo Chúa của quý vị và tôi. Đó là cái mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa phải luôn luôn được thông suốt. Và cái mối quan hệ giữa chúng ta với anh em, chị em ở trong Chúa và những người chung quanh chúng ta cũng phải được thông suốt như vậy. Và đó chính là ý nghĩa của mối quan hệ của người nhập cuộc. Khi Đức Chúa Giêsu Giáng sinh là Chúa đã nối liền mối tương quan giữa chúng ta với Chúa và chúng ta phải giữ cái mối tương quan đó tiếp tục trôi chảy và khi chúng ta có cái mối tiếp tục giữa chúng ta với Chúa thì chúng ta sẽ có cái mối tương giao, mối tương quan giữa chúng ta với anh em chị em ở trong Chúa. Đây là hai điều vô cùng quan trọng trong đời sống của người Thiên Chúa. Đó là mối quan hệ chúng ta với Chúa và mối quan hệ chúng ta với nhau. Chúng ta phải có cả hai, không thể thiếu điều nào cả. Chúng ta không thể nói rằng tôi tin Chúa, giữa tôi với Chúa thôi, tôi không cần biết ai. Đã có những người nói tôi là tôi tin Chúa, tôi không có đi nhà thờ. Tôi không cần ai hết, giữa tôi với Chúa, Chúa với tôi biết rồi. Sứ đồ Giăng nói rằng anh em cũng được giao thông với chúng tôi, thông công với Đức Chúa Cha là mối quan hệ bản thân giữa chúng ta với Chúa. Và Giăng nói rằng anh em cũng được giao thông với chúng tôi, đây là mối quan hệ giữa người với người, giữa người thiên chúa với nhau. Nói về mối quan hệ giữa anh em, chị em chúng ta trong Hội Thánh Chúa với nhau ngay tại Hội Thánh Orange này. Và để có cái mối quan hệ chiều ngang này, trước hết chúng ta phải có cái mối quan hệ chiều dọc. Thưa quý vị. Chúng ta không thể thật sự có mối quan hệ chiều ngang giữa chúng ta với nhau nếu chúng ta chưa có mối quan hệ đứng giữa chúng ta với Chúa. Cái điều mà có thể kéo chúng ta lại gần nhau, yêu thương nhau thật sự, không phải là tình người, không phải là tổ chức, nhưng là mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa. Quý vị có biết điều đó không? Có một số người tạ ơn Chúa, chúng ta tạ ơn Chúa về điều đó rằng đến là trong hội thánh của Chúa thấy được cái tình thân, thấy gần gũi lắm. Làm sao tạo được cái gần gũi đó? không phải là tâm lý hay là làm nhưng mà khi một người thật sự yêu chúa khi chúng ta cùng yêu chúa với nhau thì tự nhiên chúng ta sẽ yêu thương nhau và chúng ta sẽ thấy rất gần nhau quý vị có thấy như vậy không dù chúng ta không bà con thân thuộc gì với nhau nhưng mà khi chúng ta tin chúa chúng ta thấy rất là gần nhau và ngược lại dù chúng ta có thể là anh chị em ruột thịt cha mẹ con cái nữa mà nếu không cùng một niềm tin nếu không cùng tin chúa chúng ta thấy rất là xa nhau trong các lớp dạy về hôn nhân chúng tôi luôn luôn nói khi chúng ta càng gần với chúa thì chúng ta sẽ càng gần với với nhau chúng ta xa chúa thì chúng ta sẽ rất là xa nhau trong mối quan hệ vợ chồng như trong tất cả các mối quan hệ vì vậy chúng ta cần có mối quan hệ giữa chúng ta với chúa và mối quan hệ giữa chúng ta với nhau tiếng việt chúng ta phân biệt hai chữ chúng tôi và chúng ta chỉ có tiếng việt mới có hai chữ vậy thôi nhưng mà trong nguyên văn thì không phân biệt cho nên cái câu bốn có thể đọc như thế này sứ đồ văn viết ở trong câu bốn chúng tôi viết những điều đó cho anh em hầu cho sự vui mừng của ai được đầy dễ của chúng tôi được đầy dễ tức là ông văn nói là tôi viết cái thư này cho anh em để chúng tôi được vui phải không nhưng mà cái chữ ở đây cũng có thể là chúng ta nữa tôi viết những điều này cho anh em hầu cho sự vui mừng của ai được đầy dễ chúng ta chúng ta với chúng tôi khác nhau làm sao chúng tôi là chỉ có riêng phần của tôi, đó là phần của anh, nhưng mà chúng ta làm sao? Tất cả mỗi một người. Thưa quý vị, cái điều quan trọng chúng ta cần có buổi sáng hôm nay. Ở trong mỗi ngày ở trong đời sống. Đó là chúng ta có cái niềm vui chung, cái niềm vui của chúng ta. Cái 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 chữ mà 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 hay nhất trong Kinh Thánh và được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần là chữ nhau, together. Hội thánh của Chúa là những người cùng tôn thờ chúa và vì vậy chúng ta gần gũi với nhau và đây là niềm vui chung của sứ đồ văn và các tín hữu và đây cũng phải là niềm vui chung giữa quý vị và tôi và tất cả các con gái chúa trong hội thánh này tôi biết rằng có lẽ một số quý vị có những vấn đề khó khăn bệnh tật vấn đề gia đình có thể đang buồn đang khổ đang cô đơn Chúng ta cần có cái niềm vui chung ở trong Chúa và chúng ta cần đến với nhau an ủi chia sẻ để đem lại niềm vui chung cho nhau sáng nay trong giờ thờ phượng cái chủ đề là vui mừng, niềm vui có luôn trong ngày. Niềm vui có luôn trong ngày mình hát là niềm vui mà cái mặt. Đó. Cho nên chúng ta cần có cái niềm vui của Chúa ở trong lòng và cái niềm vui đó chúng ta chia sẻ vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc như một sư lý vừa mới trích lại ở trong Roma đoạn 12. Đây là niềm vui chung của sứ đồ dân và các tín hữu. Nếu có một cái gì cần nhất, quý nhất trong mùa Giáng sinh, thì đó chính là niềm vui hay là sự vui mừng. Niềm vui trọn vẹn. Thưa quý vị, khi đã có niềm vui hay sự vui mừng trọn vẹn rồi, thì không có một hoàn cảnh nào, một biến động nào khiến cho chúng ta nào đúng cả. Quý vị có thấy như vậy không? Thì chúng ta có niềm vui thật ở trong Chúa. Khi Đức Chúa Giêsu Giáng sinh Thiên Thần nói gì với các người một đồng? Này ta báo cho các ngươi một tin mừng, một tin lành. Uh, good news là sự vui mừng lớn cho muôn dân. Chúa đã đến để đem cho chúng ta niềm vui. Nếu mà chúng ta không có niềm vui đó, có một cái gì đó, nó cản trở trong mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa, mối quan hệ giữa chúng ta với nhau. Chúa Giêsu phán ở trong Phúc Âm Giang chương 16 rằng lòng các ngươi vui mừng và chẳng ai cướp lấy sự vui mừng các ngươi được. Khi có niềm vui trong tâm hồn rồi thì không một chướng ngại nào mà chúng ta không thể vượt qua. Nhưng làm thế nào để có được niềm vui này? Phía rồi Giang viết ở trong câu 4. Chúng tôi viết những điều đó cho anh em hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy. Những điều đó là những điều gì? Những điều đó là những điều từ câu 1 cho đến câu 3 đó. Tức là chúng ta phải có kinh nghiệm riêng tư giữa chúng ta với Chúa. Và chúng ta phải có kinh nghiệm riêng tư giữa chúng ta với anh em, chị em ở trong Chúa. Anh thử trở lại từ đầu, Quý vị đã có mối quan hệ giữa mình với Chúa hay là chưa? sự sống của Chúa có tuôn tràn ở trong cuộc đời của chúng ta hay là không? cái niềm vui hy vọng đó nó phải đến từ sự sống của Chúa. vì vậy cái mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa là điều quan trọng, kinh nghiệm giữa chúng ta với Chúa là điều quan trọng. chúng ta sẽ bắt đầu từ đó. khi sống trong mối quan hệ với Chúa và với nhau như vậy, chúng ta sẽ có niềm vui thật, niềm vui trọn vẹn. Tịnh Công Sơn có một bài hát trong đó có cái câu như thế này: tôi đi qua nửa đời, chưa thấy được ngày vui. Ở đây có ai hát như vậy không? Tôi đi qua nửa đời chưa thấy được ngày vui. Quý vị và tôi là con cái của Chúa xin đừng ai hát như vậy cả. Bởi vì khi chúng ta có mối quan hệ với Chúa thì chúng ta có mối quan hệ với nhau thì điều gì xảy ra? Hầu cho sự vui mừng của chúng ta được đầy dậy. Khi chúng ta có mối quan hệ với Chúa và với nhau chúng ta sẽ có niềm vui trọn vẹn. Có sự sống của Chúa và chúng ta có tình thương của nhau như vậy hai điều đầu tiên để chúng ta thật sự nhập cuộc vào giáng sinh đó là thứ nhất chúng ta cần có kinh nghiệm hay là cần bắt đầu trở lại cái kinh nghiệm bản thân riêng tư thực hữu giữa chúng ta với chúa như hai người bắt đầu yêu nhau và thứ nhì cái mối quan hệ chúng ta cần có hay là bắt đầu trở lại là mối quan hệ với chúa với nhau để cho niềm vui được trọn vẹn có kinh nghiệm riêng tư với chúa phải có mối giao thông tương giao giữa mình với Chúa và giữa mình với nhau. Và điều thứ ba mà phân đoạn Kinh Thánh này dạy tôi gọi đây là đời sống của người nhập cuộc. Đời sống của người nhập cuộc. Những gì mà chúng ta nói từ nãy đến giờ là đạo, là lý thuyết. Nhưng mà đem áp dụng vào đời sống mỗi ngày như thế nào? Chốc nữa về nhà Ngày mai chúng ta trở lại với đời sống bình thường Đi học, đi làm Trở lại với đời sống quay cuồng Với nhiều ưu tư chờ đón chúng ta Chúng ta sống như thế nào Sống như thế nào Đó mới là điều quan trọng Đọc trong các câu còn lại Cái thư văn thứ nhất đoạn 1 Chúng ta sẽ thấy một cái chữ được nhắc đi nhắc lại Rất là nhiều lần Và đó là chữ đi Quý vị nhìn với tôi Câu 6 Vĩ bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm. Câu 7, nếu chúng ta đi trong sự sáng. Đi nghĩa là gì? Đi có nghĩa là sống. Như tôi đã nhiều lần nói, hãy bước đi. Cái bước đi đó là chúng ta sống như thế nào? Người Việt chúng ta cũng nói đi ở trên đường đời này, sống ở trên đời này. Những cái điều mà chúng ta vừa học đây thưa quý vị, nó không phải chỉ là lý thuyết cho ngày Chủ nhật để vào đó. Nhưng mà chúng ta áp dụng như thế nào mỗi ngày trong đời sống? Chúng ta đi mỗi ngày như thế nào? How do we walk? Chúng ta sống mỗi ngày như thế nào? Đi trên đường đời này. Và có hai điều sứ đồ văn trình bày ở đây và nó sẽ giúp cho chúng ta đi trên đường đời này hay là sống ở trên đời này như thế nào? Có hai cái nguyên tắc mà sứ đồ văn cho chúng ta thấy tại đây. Quý vị ghi xuống rồi tôi sẽ giải thích cho quý vị. Thứ nhất, đó là bản tính của Đức Chúa Trời bản tính của Đức Chúa Trời. Và thứ nhì sống phù hợp với bản tính của Đức Chúa Trời. Bản tính của Đức Chúa Trời và sống phù hợp với bản tính của Đức Chúa Trời. Câu 5 bắt đầu như thế này. Này là lời truyền giảng mà chúng ta đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Ông nói rất là giống dài nhưng mà tự trung lại chỉ có ba chữ mà thôi Đó là Đức Chúa trời là sự sáng. God is light. Hồi nãy quý vị thấy những cái câu chiếu ở trên đó. Đức Chúa Jesus giáng sinh là đem cái gì đến cho trần gian này? Em là sự sáng. Đức Chúa trời là sự sáng. Đức Chúa Jesus là ánh sáng của thế giới này. Sự sáng nói đến điều gì? Sự sáng nói đến trong sạch, nói đến thánh khiết, nói đến những điều tốt đẹp. Ngược lại với bóng tối là gì? Là tội lỗi, là dấu diếm, che đậy. Đức Chúa sư Giáng sinh là đem sự sáng đến nhân nhân loại. Đức Chúa Trời là sự sáng. Đó là bản tính của Đức Chúa Trời. Quý vị và tôi là ai? Quý vị và tôi là ai? Là con cái của Chúa, phải không? Và Sứ Đồ Văn nói gì? Đức Chúa Trời là sự sáng. Và câu 6 nói rằng, Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Đức Chúa Trời là gì? Là sự sáng. Chúng ta là gì? Chúng ta được giao thông với Chúa Chúng ta được tương giao với Chúa Mối quan hệ với Chúa mình học từ nãy giờ phải không Đức Chúa Trời là sự sáng Chúng ta nói mình giao thông với sự sáng Mà mình còn sống ở trong tối tăm bóng tối Đó có nghĩa là chúng ta nói dội Quý vị thấy điều đó không Và đây là điều mà chúng ta áp dụng Quý vị và tôi nói mình tin Chúa Mình có kinh nghiệm với Chúa Mình có mối tương giao với Chúa phải không mà chúa là cái gì chúa là sự sáng thì mình cũng phải phải sáng mình nói mình có chúa mà mình không sáng có nghĩa là mình nói dối rất là đơn giản sức đồ văn không có viết cái gì gọi là gì đó phiền tói hết Mấy quý vị có thấy được vấn đề không Đức chúa trời là sự sáng và ngược lại với sự sáng là tối tâm hay là bóng tội trong đời sống hàng ngày đi trong sự sáng hay đi trong ánh sáng là sống ngay lành thành thật không có gì che đậy dấu giếm cả Người ta hay nói chữ đi đêm đi trong bóng tối che đậy tiếng việt chúng ta nói là trong sao ngoài vậy hay là ở ngoài sao thì trong cũng trong lòng giống như vậy chứ không phải là ngó vậy mà không phải vậy cho nên sống trong ánh sáng là sống trong sự thật không có gì che dậy không 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 có đạo đức giả có vị thấy một trong những cái điều mà đức chúa giêsu lên án nhiều nhất đối với những người pharisi là họ những người đạo đức giả bề mặt ngó như vậy giống như là thánh thiện đạo đức mà bên trong thật sự không phải như vậy một người con thật của Chúa có mối quan hệ với Chúa, có mối tương giao với Chúa và với nhau phải là một người có đời sống ngay lành như vậy. Bây giờ nếu chúng ta nói mình có cái kinh nghiệm với Chúa Tôi tin Chúa 20 năm rồi, 30 năm rồi Mà đời sống hàng ngày chúng ta không phản ánh những điều đó Kinh Thánh nói chúng ta là người nói dối Như vậy để sửa đổi vấn đề, để giải quyết vấn đề Chúng ta chỉ cần làm một điều mà thôi Đó là chúng ta phải đi trong ánh sáng Tức là sống trong ánh sáng Ngay lành, thành thật, không có gì che giấu. và sứ đồ gian viết trong câu bãi như thế này nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình ngài ở trong sự sáng thì điều gì xảy ra thì chúng ta giao thông cùng nhau quý vị thấy chị giao thông một lần nữa nhắc lại không khi chúng ta sống trong ánh sáng những gì che đậy che giấu đó thì chúng ta có mới có cái mối, mối tương giao với nhau giao thông cùng nhau và một điểm quan trọng tiếp theo nữa là gì huyết của Đức chúa giêsu con ngài làm sạch mọi tội chúng ta làm sao là có cái vấn đề tha tội tại đây ở trong cái vấn đề sống trong ánh sáng Điều này cho thấy rằng nếu chúng ta có mối thông công thật với Chúa và với nhau thì cuộc đời của chúng ta sẽ thường xuyên được thanh tẩy bởi máu của Chúa và mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa và với nhau sẽ luôn luôn được tốt đẹp. Quý vị thấy điều đó không? Để đời sống giữa chúng ta với Chúa và với nhau luôn luôn được tốt đẹp. Ở đây là lời kinh thánh dạy. Quý vị, quý vị xem lại với tôi câu nào. Nếu chúng ta đi trong ánh sáng, thì điều gì xảy ra hai điều xảy ra thì chúng ta giao thông với nhau và huyết của chúa làm chúng ta sạch mọi điều gian nghe quý vị muốn sống một đời sống thanh sạch tốt đẹp không hãy sống trong ánh sáng hãy đi trong ánh sáng đời sống chúng ta sẽ tự nhiên được chúa thanh tẩy như vậy tự trung lại là gì Chúng ta phải sống trong ánh sáng, đi trong sự sáng của Chúa mỗi ngày. Sống thành thật, không có gì che giấu. Và nếu có lỗi lầm nào, có vấp váp nào, chúng ta xưng tội, công nhận lỗi lầm, chúng ta sẽ được thanh tẩy và được tha thứ. Quý vị xem, câu 8. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, chúng ta có lúc vấp phạm chứ không phải là không. Nhưng mà câu 9 nói gì? Nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Thưa quý vị, đời sống chúng ta ai cũng có lỗi lầm cả. Quý vị có lỗi lầm, tôi cũng có lỗi lầm, chúng ta luôn luôn có những lỗi lầm. Mà khi chúng ta sống trong ánh sáng và xưng tội mình với Chúa, thì Chúa sẽ thanh tẩy tội lỗi chúng ta. Có lần tôi nói với quý vị, một trong những cái điều mà tôi rất là thích ở trong uh, máy uh, computer là có cái có hai cái nút là cái nút delete và cái nút undelete <laughs> có những cái chuyện lỗi lầm là chuyện cái chuyện mình làm đáng lẽ mình không không nên làm nhưng mà mình 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 làm rồi vì không biết làm sao thì thì có cái nút gọi là undo mình đi ngược lại cái cái điều đó và tôi thấy rằng cái điều mà Chúa 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 tha tội Chúa thánh tẩy cho chúng ta Chúa cũng làm giống như vậy Chúa có thể delete chúa có thể thanh tẩy tội lỗi của chúng ta và cho chúng ta được trở lại hoàn toàn mới trước khi chúng ta phạm tội có một cái thói quen không phải là thói quen đây là cái chuyện tự nhiên trong đời sống ai trong chúng ta phải đều thường xuyên tắm gội không mỗi ngày thì ít nhất cũng hai ngày nhưng mà quý vị hãy suy nghĩ lại cái đời sống tâm linh của mình như thế nào Quý vị có thường xuyên tắm gội như vậy không? Cái mối quan hệ giữa mình với Chúa như thế nào? Nó có luôn luôn sâu đậm hay là không? Nếu chúng ta không thường xuyên đến với Chúa, đến với lời của Chúa Quý vị biết cái gì mà để lâu mà không không chùi rửa nhà cửa hay bất cứ gì Khó mà lau chùi lắm Đây là điều không thể làm ở trong đời sống vì vậy quý vị và tôi hãy nhìn vào trong đời sống tâm linh của mình mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa như thế nào nó có mỗi ngày nó tươi mới nó sâu đậm không mối quan hệ giữa chúng ta với nhau như thế nào giữa vợ với chồng cha mẹ với con cái những người thân yêu của chúng ta có bao nhiêu điều nó khiến cho rạn nứt đổ vỡ nó bắt đầu với một cái điều rất là nhỏ mà chúng ta cứ để lâu ngày nó sẽ hư nó sẽ mục nó sẽ sẽ đổ vì vậy chỉ có một cách là hãy để cho Chúa thanh tẩy mỗi ngày. Và để được thanh tẩy phải xưng tội, phải không che giấu, phải sống thường xuyên trong mối quan hệ với Chúa và với nhau. Như vậy chúng ta sẽ kinh nghiệm nuôi, niềm vui trọn vẹn ở trong Chúa. Đây là vấn đề tâm linh thưa quý vị. Nhưng chính vấn đề tâm linh này sẽ giải quyết tất cả vấn đề khác ở trong cuộc đời chúng ta. Vậy trong mùa Giáng sinh này, ba điều chúng ta cần phải làm. Thứ nhất, chúng ta phải có kinh nghiệm riêng tư giữa chúng ta với Chúa. Thứ nhì, chúng ta phải có mối quan hệ đậm đà thấm thiết giữa chúng ta với Chúa và chúng ta với nhau. Thứ ba, chúng ta phải sống mỗi ngày đi trong ánh sáng, sống trong ánh sáng không có gì che đậy che giấu cả để cho Chúa thành tẩy chúng ta. Chúa đã vào đời, Chúa đã nhập thể, Chúa đã nhập thế. Quý vị và tôi phải làm gì? ta phải nhập cuộc, ta phải sống ở trong mối tương giao với Chúa mỗi ngày như vậy. Xin chúng ta cùng đứng hướng làm về Chúa để cầu nguyện.